hôm nay. Vâng, một lần nữa xin trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình, đại diện cho cô dâu Thu Rẻ cũng như là cô dâu Thu Thắm sẽ trở về với sân khấu tình yêu ngày hôm nay, trước sự chứng kiến của toàn thể quý vị cũng như là đón nhận được tình cảm nồng hậu nhất của toàn thể quý vị trong buổi trưa đặc biệt ngày hôm nay. Dạ vâng, một lần nữa tiếp tục sự mời của ekip thực hiện chương trình, xin mời đại diện hai bên gia đình cũng như là thân sinh phụ mẫu của Hồ Thu Bách Thể, hãy cùng tiếp tục bước lên đầu lại những ngày phút ngày hôm nay ạ. Vâng, xin chào kính mời ạ. Dạ vâng, thưa toàn thể quý vị, đúng là trải qua bao tháng đợi năm chờ, mong ngày hạnh phúc bây giờ là đây, tình yêu hạnh phúc tràn đầy, mong ngày sum họp về đây đón chào. Một lần nữa xin mời toàn thể quý vị hãy cho một tràng vỗ tay để chào đón các bạn trẻ cùng hai bên gia đình ạ. Vâng, xin mời. Vâng, xin chào toàn thể quý vị, anh chị các bạn trân trọng và kính mến. Và trước khi tiến tới sân khấu tình yêu của khán đài hội phúc ngày hôm nay, thì các bạn trẻ của chúng ta đã cùng nhau xin phép hôn trường. Vâng, tiến bước về bên trong ngôi nhà, thực hiện những thủ tục cũng như đến cần thiết nhất trong buổi trưa đặc biệt hôm nay. Vâng, đó chính là nghi lễ gia tiên, một truyền thống rất cao đẹp và thiêng liêng của người dân tộc Việt Nam ta. Vâng, đó chính là truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Vâng, và đang hiện diện trên sân khấu của chúng ta trong buổi trưa đặc biệt hôm nay, vâng, đó chính là Thu Rẻ Văn Quỳnh và cô dâu Thu Thắm. Vâng, tân lang tân gia nhân sang thân phụ mẫu cùng đại diện hoàn toàn của hai gia đình và sau đó buổi đại diện của đại diện chồng trẻ Văn Quỳnh cũng như là Thu Thắm xin chúc tất được. Đã chỉ đến vâng dây phút thần tiên giờ vàng xúc vật dây kim cương và sau đây đám cưới buổi lễ lại đến thành hôn của đôi vợ chồng trẻ Văn Quỳnh sinh viên cùng với cô dâu Thu Thắm xin chính phép được bắt đầu. Vâng, chúng ta có thể quý vị anh rất là rộng sâu để em là biệt rộng em rất là rõ rộng quay tay em rất là nắng mai để em là rõ rộng đẹp thật cho người hạnh phúc. Vâng, một lần nữa quý vị chúng ta không quên được một chào các em thật lớn thật dài thật còn xa hơn nữa. Vâng, để chúc mừng ngày phúc chúc tương lai của chúng ta thúc đẩy của chúng ta trong buổi trưa đặc biệt ngày hôm nay. Dạ vâng, kính chào toàn thể quý vị, niềm vui niềm hạnh phúc với nụ cười duyên dáng và tất cả quý vị mang đến đây để chúc mừng hạnh phúc cho bạn trẻ Văn Bình Thu Thắm trong khán phòng buổi trưa ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa thầy quý vị, sau đây không để quý vị chờ lâu nữa, đang hiện diện trên sân khấu của chúng ta là giai nhân song thân phù mẫu và đặc biệt hơn là đôi bạn trẻ. Và sau đây xin trọng giới thiệu với toàn thể quý vị đang đứng giữa sân khấu của chúng ta là chú rể Văn Bình cùng cô dâu Thu Thắm. Sau đây xin mời đôi bạn trẻ đến được trước một bước ra mắt quý đầu chào toàn thể quý vị. Vâng, xin mời. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, đúng là mùa xuân, một năm thì bắt đầu mùa xuân và tình yêu thì bắt đầu tuổi trẻ. Hôm nay ngày phúc đôi trẻ, tức là ngày đẹp nhất, giờ đẹp nhất. Và trong buổi lễ vô quy ngày hôm nay, đôi bạn trẻ đã mang lên đây chung tay niềm hạnh phúc để cùng nhau sanh duyên, thắm nồng, hạnh phúc trăm năm và để chứng minh tình yêu hạnh phúc đó. Tôi đây xin mời đôi bạn trẻ hãy cùng quay mặt vào nhau và trao cho nhau vòng nhẫn cưới để chứng minh vòng đời của anh, vòng đời của em chính thức là một. Vâng, xin mời. Dạ vâng, kính thưa để quý vị, bàn tay của chúng ta có những khe hở để lấp chặt những người mình yêu thương và để trao cho nhau vòng nhẫn cưới. Và kể từ giây phút này, đôi bạn trẻ đã được trao cho nhau vòng nhẫn cưới để chứng minh kể từ đây về sau chính thức thành vợ thành chồng. Một lần nữa xin quý vị cho một tràng vỗ tay để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, chiếc nhẫn có hình tròn tượng trưng cho một tình yêu không có điểm đầu và điểm kết thúc. Nhẫn này anh tặng cho em, ăn trời đã định kết duyên chúng mình. Em trao chiếc nhẫn chung tình và từ đây hai lứa chúng mình có nhau. Mà lớp ta thì như thể con tầm, ăn chung một lá lại làm từng một long. Mà lớp ta thì như thể con ong, con phướng, con tiếp, con trong, con ngoài. Không một lần nữa chúng ta không quên dành một tràng vỗ tay thật lớn nữa để chúc mừng phúc chúc chúng ta cho chúng ta chú rể của chúng ta trong buổi trưa đặc biệt ngày hôm nay. Dạ vâng, kính thưa toàn thể quý vị, nụ hôn rạng ngời, tình yêu hạnh phúc giữa đôi. Và hôm nay để chứng minh tình yêu đó không chỉ để vòng nhẫn cưới mà chỉ là có cả nụ hôn. Sau đây xin mời đôi bạn trẻ hãy từ từ quay mặt vào nhau để trao cho nhau một nụ hôn thật đồng thắm. Quý vị có đồng ý cho đôi bạn trẻ của chúng ta trao cho nhau một nụ hôn được không ạ? Nếu quý vị đồng ý cho một tràng vỗ tay thật to được không ạ?
Vâng, xin mời đôi bạn trẻ và để mạnh vẫn cầm chào bó hoa trên tay ạ. Vâng, sau đây xin mời đôi bạn trẻ hãy cùng từ từ và hãy cùng bước sát gần nhau một chút được không ạ? Vâng, chú rể ơi, hôm nay là ngày hạnh phúc của chú rể. Chú rể hãy bình tĩnh và tự tin trao cho vợ mình một nụ hôn mà mình yêu thích như nào. Và sau đây xin mời chú rể hãy đặt tay vào phần nào mà mình thích nhất của người mình đi ạ. Vâng, xin mời ạ. Vâng, phần nào ạ? Vâng, đó chính là vòng eo đúng không quý vị? Vâng, sau đây xin mời cô dâu ạ. Ôi, cô dâu ơi, đã có rất nhiều kinh nghiệm và chưa cần bảo mà cô dâu đã đặt tay vào phần mình thích nhất rồi đấy ạ. Vâng, sau đây xin mời cô dâu chú rể hãy cùng nghe khẩu lệnh của Mạnh Tuấn đếm từ 1 đến 3. Và toàn thể quý vị hãy chuẩn bị những chiếc đoàn thông minh của mình để lưu lại khoảnh khắc tuyệt vời nhất để hãy cùng chia sẻ trên mạng xã hội được không quý vị? Vâng, sau đây chúng ta hãy cùng đếm từ 1 đến 3 được không quý vị ơi? Và sau đây chúng ta cùng hô nào. 1, 2, 3 hô nào. Vâng, một nụ hôn và vòng nhẫn cưới đã được trao từ nhau rồi. Và những điều hạnh phúc ngày hôm nay không thể thiếu những vị đại diện của gia đình. Vâng, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị về đến bên nhà gái của chúng tôi, có ông Lò Văn Phương và bà Lò Thị Sơn là cha là mẹ của chú rể Văn Bình. Được biết chung tên trên cái phù hồng của gia đình bên nhà trai. Xin trân trọng giới thiệu với toàn thể quý vị có bác Lò Văn Hanh và bác Lò Thị Sơn là cha là mẹ của cô dâu Thu Thắm. Một lần nữa xin mời các bác hãy cùng tiến lên trên một bước ra mắt cúi đầu chào tất cả quý vị. Vâng, xin mời. Và quý vị hãy cho một tràng vỗ tay để chúc mừng cho hai bên gia đình có quan tình thông gia gắn kết chặt chẽ ạ. Vâng, xin cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị. Vâng, và ai chấp cánh cho chim bay về tổ, ai mở đường cho tuổi trẻ gặp nhau thì mới yêu nhau ta còn vẫn nhớ, yêu nhau rồi ta lại nhớ lại thương. Và tiếp nối chương trình để cảm ơn tri ân đến toàn thể quý vị và đặc biệt hơn những món quà cao quý dành tặng cho bạn trẻ vẫn được mang đến đây trao gửi cho hai người con của mình. Và tiếp nối chương trình xin trân trọng kính mời món quà của bác thân sinh của cô dâu Thu Thắm ạ. Còn sau đây xin mời bác thân sinh của cô dâu là bác Lò Văn Hanh của bác Lò Thị Dươi là cha và là mẹ của cô dâu Thu Thắm sẽ lên sân khấu và đặc biệt trao quà cho hai người con của mình ạ. Vâng, xin mời. Dạ vâng, thưa toàn thể quý vị, ngày hạnh phúc nhất của mỗi con người được người cha, người mẹ của mình trao gặp, người thắm yêu thương. Và hôm nay món quà của người cha, người mẹ được trao đến người con của mình nhân ngày hạnh phúc. Dạ vâng, đây là vòng tiền, vòng lắc tay, phần biệt hơn đến rất nhiều món quà và đặc biệt tình cảm của người cha, người mẹ dành tặng cho người con của mình nhân ngày phúc. Vâng, thật đúng là công cha đi núi Thái Sơn, những mẹ nước trong nguồn chảy ra. Vâng, món quà đã được trao tặng cho người con của mình. Vâng, sự xúc động và tình cảm của người cha mẹ dành cho con. Xin mời hai bác hãy trao quà cho hai con của mình ạ. Vâng, xin mời ạ. Bề bì đồng sông bản sầm ná ơi, cùng ải điền có phố láng phà mó, cùng yếm yên thước kiều nằm bó, mai có phủ thầy mẹ tránh cải ba, xía bao nhớ xuống trời lò vốt văn, khót phá tàn trạng bầu nhớ vốt bàn đường xỉa nơ, cùng ải điền cùng yếm yên thay mất đi, đu nhớ xuống dao, đẩy bạn thờ quà, thờ đu, phát cho, phát hèn, lại ăn tình cảm thờ đu, chúc mơ thờ đu hạnh phúc hỏi những bài sao phì. Ngọt ngào như dòng nước trôi đồng hồ. Vâng, tiếp nối chương trình là món quà của người cha, người mẹ của chú rể ạ. Vâng, sau đây xin mời món quà của cha, của mẹ, của chú rể và tình sẽ tiếp tục trao cho hai con của mình những ngày phúc ạ. Vâng, xin được mời ạ. Và còn nhớ mãi những ngày tháng qua. Vâng, tiếp nối chương trình xin mời hai bác thân sinh của chú rể Văn Bình trao quà cho con dâu của mình ạ. Vâng, xin mời ạ. Vâng, món quà và cái ôm trao tặng cho
mình nhân ngày hạnh phúc. Đó vừa là một kỷ niệm tuyệt vời nhất cho mỗi con người, đúng không quý vị? Một lần nữa xin quý vị cho một tràng vỗ tay để chúc mừng ạ. Dạ vâng, nói trước chương trình là món quà của gia đình cô Thức ạ, là cô của cô dâu Thư Thắm ạ. Vâng, xin mời cô hãy trao quà cho hai cháu của mình ạ. Vâng, xin đọc kính mời ạ. Dạ vâng, món quà của bác thân sinh của cô dâu và món quà của bác thân sinh của chú rể, hãy cùng tiếp tục chào cho cô dâu ạ. À. Vâng ạ, à. Hãy cùng lần lượt để trao quà đi ạ. À. Vâng ạ, à. Rất nhiều món quà và cùng theo thứ tự ạ. À. Món quà của cha của mẹ trao sẽ đến phần cô, phần anh, phần chị và phần em ạ. À. Con xin mời ạ. À. Vâng, sau món quà của bác thân sinh của chú rể là món quà của gia đình cô Thức ạ. Con xin mời ạ. Vâng, thấy người cô, người bác, người cha, người mẹ, người anh, người chị, người em ngày hôm nay đã chuẩn bị rất nhiều món quà thật cao quý để dành tặng cho người con của mình. Vâng, sau đây món quà là sợi dây chuyền, một sợi dây chuyền rất đẹp và vô cùng ý nghĩa nhân ngày hạnh phúc. Vâng, xin mời. Tiếp theo chương trình, sau món quà của cô Thức chính là món quà của gia đình cô Út của cô dâu Thu Thắm bạn. Vâng, sau đây xin mời món quà của gia đình cô Út ạ. Vâng, món quà của gia đình cô Út đã được lên tay chào cho cô dâu rồi ạ. Và tiếp theo là món quà của gia đình cậu mợ nhà Ban, là cậu mợ của cô dâu Thu Thắm sẽ tiếp tục lên sân khấu ạ. Vâng, xin mời ạ. Vâng, cậu mợ nhà Ban, món quà được trao tặng cho cô dâu chú rể, đồng thời cũng là một nhà nhiếp ảnh, nhà quay phim để tạo những hình ảnh đẹp nhất cho chú rể và cô dâu trong buổi tiệc ngày hôm nay. Vâng, xin mời ạ. Vâng, vòng nhẫn cưới để trao tặng cho hai cháu của mình nhân hạnh phúc, kèm theo đó là ông thể hiện tình cảm gắn bó tình thân thiết nhất ạ. Vâng, xin mời. Vâng, xin cảm ơn món quà của gia đình cậu mợ nhà Ban. Với chương trình là món quà của gia đình cô chú phóng viên, là cô chú của chú rể Tăng Tình thì hôm nay tiếp tục đến sân khấu trao quà cho hai cháu mình ạ. À. Con xin mời ạ. À. Vâng, món quà của gia đình cô chú phóng viên đó ạ. À. Vâng, sau đây xin mời món quà của gia đình cô chú phóng viên ạ. À. Xin lên sân khấu để trao quà cho hai cháu của mình ạ. À. Vâng, xin chào kính mời ạ. À. Vâng, vòng nhẫn cưới để trao tặng cho hai cháu của mình. Xin chân thành cảm ơn gia đình cô chú phóng viên. Và tiếp theo là món quà của gia đình cô chú Phong Hà. Vâng, sau đây xin mời món quà của gia đình cô chú Phong Hà tiếp tục lên sân khấu để trao quà cho hai cháu của mình ạ. Vâng, xin chân thành mời ạ. Vâng, xin mời món quà của gia đình cô chú Phong Hà. Vâng, trong thời gian đợi chờ món quà của gia đình cô chú Phong Hà, sau đây xin mời món quà của gia đình dì Xoa Du ạ. Vâng, sau đây xin mời món quà của gia đình dì Xoa Du ạ. Hạnh phúc trong cái bất đầy và trao tặng món quà cho hai cháu của mình nhân ngày hạnh phúc. Sau món quà của gia đình dì Xuân Du là món quà của chị Minh Hạnh, gia đình của chị Minh Hạnh là chị của chú rể Văn Bình ngày hôm nay tiếp tục lên sân khấu để trao tặng cho hai em của mình ạ. Vâng, xin mời ạ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chân thành cảm ơn món quà của gia đình Vì Sơ Tu. Và tiếp theo là món quà của gia đình chị Đinh Hanh, chị của chú rể Văn Bình. Trao quà cho hai em của mình trên hạnh phúc ạ. Con xin mời ạ. Dạ vâng, hiện tại đây, tại khán phòng tiệc cưới của chúng ta có rất nhiều vị khách mang đến đây những món quà. Còn quý vị nào mang đến những món quà tiếp theo nữa để cùng tiếp tục đến sân khấu trao tặng cho đôi bạn trẻ đấy ạ. Vâng, một lần nữa xin quý vị trao một tràng vỗ tay để chúc mừng và cảm ơn những món quà thật cao quý ạ. Vâng, đối với chương trình thì cảm ơn chia tất cả thể quý vị. Sau đây sẽ đọc kính mời vị đại diện phái đoàn hai bên gia đình sẽ phát biểu chia tất cả thể quý vị. Vâng, bắt đầu xin đọc kính mời bác đại diện phái đoàn Việt Nam nhà trai tất cả xin đọc mời ạ. Kính thưa các cụ, anh chị em, hai bên gia đình, thưa hai họ và cùng toàn thể bạn bè thân thiết của hai cháu. Các cụ thời xưa chúng ta đã có câu trai lớn là vợ, gái lớn chồng. Thì thực ra nói thì hôm qua, mới hôm qua đây thôi, thì chúng tôi đã nhận cháu Bình lên rể mà cháu Thắm chúng ta là gửi về cho nhà trai làm chú dâu là hôm qua. Mà hôm nay là ngày lễ vô quy, tức là tôi làm buổi lễ hôm nay là tức là vô quy là đưa chú cháu về nhà chồng, anh là bữa chia tay để cháu về nhà chồng. Sau ít phút nữa sau là khoảng sau bữa lễ hôm nay thì cháu sẽ về nhà chồng, và về nhà chồng chúng ta sẽ tổ chức những bữa tiệc luôn, mong nhà ta tổ hôn cho bà cháu. Thay mặt gia đình tôi hôm nay rất là hồi hộp và vinh dự là thấy rất đông nhà tất cả bà con anh em hòa chú bác đến dự. Tôi thấy là có người không dự được thì đã gửi những tình cảm và món quà để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ. Nó từ rất hồi hộp và phấn khởi muốn lấy toàn anh em họ hàng những tặng món quà, tôi thấy cảm thấy rất hồi hộp và phấn khởi. Cuối cùng không biết nói gì hơn, trước hết xin chúc toàn thể các cụ anh chị em hai bên họ hàng, với lại hơn hết nữa là chúc hai bên thông gia luôn luôn là các phan ao căn tình chi tiền nong là đoàn kết xong là phải giúp đỡ cháu các cháu còn nhỏ mới trưởng thành được, hai cháu còn trẻ, tất nhiên hai cháu là toàn cán bộ nhân viên hết rồi, là có công ăn làm nói chung là luôn xuất giỏi. Tuy nhiên đấy là cháu thì lớn rồi mà khi về nhà chồng sẽ còn nhiều vấn đề, thì mong bên nhà trai thì thế này, chúng tôi cháu lớn thật mà về nhà chồng thì tôi chỉ mong muốn là ý là nguyện vọng tôi là như con gái của mình, con sau như con gái của mình. Tôi hy vọng là bên nhà chồng làm công tác của nó là kinh tế rất giỏi, hai nữa là bên nhà chồng có chị cũng toàn giáo viên, nghề giáo viên của cháu cả, nên là mong cháu ở trên đây chúc hai cháu mạnh khỏe hạnh phúc thành đạt trăm năm sống trăm năm với nhau hạnh phúc, xin ba trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn lời phát biểu của vị đại diện phái đoàn hai bên gia đình. Lời phát biểu thật nhiệt mật nhiều tỏa ra khắp một trường để gửi tặng đến toàn thể quý vị, và cảm ơn toàn thể quý vị đã có chút thời gian về chung vui một ngày phúc chúc tương lai cho bạn trẻ Văn Bình Thu Thắm trong ngày khán phòng buổi trưa ngày hôm nay. Và tiếp theo để cảm ơn chân thành toàn thể quý vị, sau đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy cùng rót rượu, và xin mời đôi bạn trẻ cùng hai bên gia đình hãy dùng tay mời rượu với tất cả quý vị trong buổi tiệc ngày hôm nay. Vâng, xin mời toàn thể quý vị ạ. Vâng, xin mời toàn thể quý vị hãy nâng chén rượu của mình lên được không ạ? Vâng, sau đây xin chúc cho toàn thể quý vị luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, và xin cảm ơn vị đại diện phái đoàn hai gia đình, cũng như chúc mừng cho đôi bạn trẻ hạnh phúc trăm năm, chúc cho hai gia đình có mối tình thông gia gắn kết bền chặt ạ. Vâng, sau đây xin mời toàn thể quý vị chúng ta nâng cao chén rượu của mình lên ạ. Vâng, xin mời ạ, chúng ta hãy cùng do một chén thật to đúng không ạ? Nào, quý vị ơi, chúng ta cùng nâng chén lên ạ. Vâng, một, hai, ba, rồi, chúc
mừng hạnh phúc. Vâng, xin mời toàn thể quý vị chúng ta cùng cảm nhận điều ạ. Vâng, sau đây xin mời hai bên gia đình hãy cùng bắt tay và đặc biệt hơn thực hiện cái ôm thắm thiết nhất để thực hiện mối tình thông gia gắn kết trên trà đà. Vâng, xin mời ạ. Vâng, thể hiện cái vòng tay ôm nhau ấp nhau để thể hiện tình cảm thật là gắn bó thân thiết ạ. Vâng, xin mời ạ. Vâng, một lần nữa xin quý vị cho một tràng vỗ tay để chúc mừng ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn tất cả của tất cả những người dân nhiều. Dạ vâng, sau đây xin chào kính mời các bạn trẻ cùng hai bên gia đình sẽ cùng bước qua xuống bên dưới để chúc nhiều đến toàn thể quý vị, đặc biệt hơn là người bà còn tiền danh dự trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, xin thành cảm ơn ạ.